Câu lạc bộ doanh nhân 2030 trực thuộc Sài Gòn Times Club đã công bố chương trình Caravan 2030 lần thứ 32, trao quà đồng hành đến trường lần thứ 19 với chủ đề Con tâm ơi ta về. Trải qua 18 năm với 31 lần tổ chức, chương trình Caravan 2030 vẫn giữ nguyên được sứ mệnh xuyên suốt, tiếp cận và hỗ trợ gần 1 triệu trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường với giá trị quà tặng 44 tỷ đồng. Chương trình diễn ra trong vòng 5 ngày 4 đêm, từ ngày 27 tháng 4 năm 2024 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024, khám phá cảnh đẹp hùng vĩ của vùng Tây Nguyên dành cho thành viên đoàn và gia đình, khám phá những dãy núi, địa danh nổi tiếng, cung đường 14C, khu bảo tồn rừng Bù Gia Mập, đường Đông Trường Sơn, khám phá Eo Gió, Kỳ Co, Bãi Tắm, Hoàng Hậu. Cùng nhau vừa trao quà thiện nguyện, vừa khám phá vẻ đẹp đất nước, kết giao thêm bạn bè thân hữu, tạo ra một cộng đồng doanh nhân cùng nhau kết nối, lan tỏa, yêu thương. Đã 32 lần câu lạc bộ tổ chức Caravan, là có lẽ là 2030 là một cái câu lạc bộ doanh nhân ở duy nhất ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, là tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp và một cái chương trình nó rất nhân văn, nó rất là ý nghĩa, nên là tôi quyết định đồng hành. Caravan 2030 là hoạt động thường niên của câu lạc bộ doanh nhân 2030 trực thuộc Sài Gòn Times Club từ nhiều năm qua vào mỗi dịp lễ 30 tháng 4 và tháng 8 hàng năm với mục tiêu giúp đỡ các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách đến trường. Chương trình ý nghĩa đã trải qua 31 lần tổ chức thành công, nhận được sự ủng hộ của hàng ngàn mạnh thường quân là các doanh nhân, các tổ chức, doanh nghiệp đã giúp đỡ được hàng chục ngàn trẻ em vươn lên, vượt qua khó khăn, có cơ hội đến trường và chấp cánh những ước mơ bay cao, bay xa. Năm nay, Trần Anh Long An và Phú Đông Group là đơn vị tài trợ Kim Cương và Bạch Kim cho chương trình.